Ok, xin chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chữa bài về đọc bảng chữ cái tiếng Anh, hay còn gọi là alphabet pronunciation của học viên nha. Đầu tiên là mình sẽ nghe xem anh ấy đọc đúng hay sai để mình chữa từng âm này. Ace. Ok, cái từ đầu tiên là A, không phải là ace, mình đang thừa một chữ S. Mình đọc là A, được chưa? Bản chất nó là âm e i e, và mình đọc là a, chứ không phải là âm a ở trong tiếng Việt nhá. Nó là a, được chưa? Không có mess anh nhá. Listen again, nghe lại nào. Ace. Đó, không có mess nhá, chỉ đọc là a thôi. Next one. B, C, D, E. Rồi, tất cả cái âm B, C, D, E thì anh đều đọc khá ok rồi. Tuy nhiên là cái miệng, cái khẩu hình của âm E dài ấy, tức là mình căng căng môi ra hơn một xíu nữa. Mình không đọc là B, đúng không nhỉ? B, C, D và âm E. Được chưa? Đấy là thường. Good job, next one. Cái âm này mình không đọc là S, mình đọc là F. Được chưa? F. Good job, next more. Mình sẽ đọc là F. Nhớ thổi nhá, thổi âm F ra này. F. Ok, next one. Z, it. Hai âm, mình có âm này ạ. Được chưa? Chữ G ạ, mình không đọc là Z. Z, được chưa? Là Z giống trong tiếng Việt rồi. Mà mình chu miệng lên một xí, mình đọc là G, 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 được chưa? Khi mà mình nói tiếng Anh cố gắng di chuyển miệng càng nhiều càng tốt và nó càng hay, đúng không? G. Rồi tương tự chữ H mình không là A, mình gọi là gì ạ? H. Đó, cái âm J với âm Ch ấy là phải chu miệng lên. H, 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 được chưa? Next one. J. Rất tốt, ai đúng rồi. J thì đã có sự biến đổi, tức là miệng của mình đã chu lên rồi. J, đúng chưa? J. K. Ok, cái âm cây này mình sẽ không lọc chữ K, mình không lọc cây thì nó giống chữ, chữ cờ trong tiếng Việt quá. Mà chữ K này nó khá là giống chữ khờ, nửa chữ khờ, nửa chữ cờ trong tiếng Việt. Mình đọc là K, được chưa? K, K, K. Chứ mình không là cây nhá, không là cưới ới cây, cưới cây, mình là K, K. Great, next one. Ok, chữ L ạ, chữ L này. L, 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 được chưa? Tức là để lưỡi bình thường, sau đó cong lên là xong, là tạo ra chữ L rồi. Repeat after me. L, 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 L. Ok, great. M, N, O, B. Ok, good job. Đúng rồi ạ. M, N, O, O. Nhớ nhá, cái chữ O ấy thì mình cố gắng di chỉ nhiều hơn một xíu. Nào, mình đọc cái khẩu hình miệng này. O, O, đúng chưa? Và P, anh đã nói chính xác rồi. Tức là mím môi chặt và bật ra thôi. P, P. Great, next Q, one. R, S, T, U, V, W, S, Y. Ok, mình có từ W, không phải W nhá, mà W, 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 nó nối âm ấy ạ. Double, double, U, và nối âm là W, W, được chưa? Nối âm ạ. W, 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 W là chữ V kép ạ. Và chữ X thì không đọc lại. Ấy, mình đọc là X, 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 X. Cái chữ K ở đây mình sẽ không được bật mạnh ra, được chưa? Mình chặn lại. Mình đừng mình đọc là X, X, đúng không?
Nhưng mà chữ K này không được bật, mà chữ đọc là rất là nhẹ thôi. Mình sẽ đọc là X, 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 X. Ok. Next one, next one, J. last one. Rồi, Y, Y. Mình đọc chữ W, W. Chữ Y dài, mình đọc là Y, Y. Và từ chữ Z, mình đọc có hai cái đọc, mình là Z, Z. Hoặc là Z, Z. Có hai cách đọc đều được nhá. Ok, great. Rồi bây giờ mọi người xem mình phát âm lại từ đầu tất cả các cái bảng chữ cái này nhá. Mình sẽ đọc là A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. Được chưa? Cố gắng các cái từ nào cũng vậy, khi mà mình đọc mình cố gắng là di chuyển cái khẩu hình miệng càng nhiều càng tốt. Bởi vì khi mà mình càng di chuyển thì cái cơ miệng của mình càng linh hoạt và nói tiếng Anh nó càng hay và càng dễ hơn. Được chưa? Okay, that's it for today. Thanks for watching my video and see you next time. Bye.